Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt xếp thứ ba trong số người nước ngoài tại Nhật nhưng đứng đầu về phạm tội. Ngày 10 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin, cảnh sát Nhật bắt 4 người Việt ăn cắp tại nhiều cửa hàng Uniqlo. Theo đó, 4 người Việt gồm 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 bị cảnh sát Nhật Bản bắt với cáo buộc ăn cắp quần áo tại nhiều cửa hàng Uniqlo ở Nhật Bản. Bốn người này bị nghi ngờ liên quan đến 67 vụ trộm cắp ở Tokyo và 7 khu vực khác, bao gồm Osaka và Fukuoka. Tổng thiệt hại do nhóm người này gây ra ước tính khoảng 20 triệu yên, tương đương 135.000 USD. AFA cho biết vụ bắt giữ này xảy ra vào ngày 7 tháng 2, theo hãng Kyoto News loan tin. Khai với cảnh sát, những người này cho biết họ đến Nhật Bản để thoát nghèo vì nợ nần ở quê nhà. Hình ảnh bản tin trên AFA. Một người trong nhóm nói trong phiên điều trần tại tòa án quận Fukuoka rằng bị một kẻ cầm đầu đường dây dụ dỗ và đưa ra mức thù lao lớn nếu họ đồng ý đến Nhật Bản để ăn cắp tại các cửa hàng. Kẻ cầm đầu đường dây không nêu rõ danh tính đã dạy cho họ các kỹ thuật ăn cắp khi còn ở Việt Nam. Người này cũng sắp xếp để họ đi du lịch theo nhóm đến Nhật. Người này cho biết thêm cuộc sống ở quê nhà rất khó khăn. Cô chỉ kiếm được 50.000 yên, hơn 8,3 triệu đồng một tháng nhờ nghề bán trái cây. Với số tiền trên thì cô thậm chí còn không đóng nổi học phí cho con mình. AFA ngày 8 tháng 2 cho hay, cảnh sát Nhật Bản đang truy nã người phụ nữ cầm đầu đường dây này từ Việt Nam. Thông tin về người này cũng đã được gửi cho các nhà chức trách ở Việt Nam. Không rõ công an Việt Nam có phối hợp với cảnh sát Nhật hay không, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thông tin của người cầm đầu này bị bắt giữ. Hình ảnh một cửa hàng Uniqlo. Bản tin của AFA cũng cho hay, nhóm người này đã vào Nhật Bản nhiều lần từ năm 2018 và đánh cắp quần áo tại các cửa hàng ở Tokyo, Fukuoka và Kansai, miền Trung Nhật Bản. Lần cuối cùng họ nhập cảnh vào Nhật là từ tháng 9 năm 2023 và sau đó đã bị bắt. AFA dẫn số liệu thống kê vào năm 2019, người Việt xếp thứ ba trong số người nước ngoài sống tại Nhật Bản sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Nhật lại nổi tiếng vì có tỷ lệ tội phạm cao nhất so với các quốc tịch khác. Thống kê của cảnh sát Nhật ghi nhận hơn 5.000 vụ người Việt trộm cắp trong năm 2017 và hơn 3.000 vụ trong năm 2016, hiện chiếm 30% tổng số tội phạm người nước ngoài tại Nhật. Tại Nhật, người Việt trộm cắp đủ thứ từ quần áo, mỹ phẩm đến gia súc, nông sản và cả ô tô. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, AFA cho biết cảnh sát Nhật bắt giữ một nhóm gần 20 người Việt Nam vì tình nghi ở quá hạn visa, trộm cắp trái cây và gia súc hoặc giết mổ heo phi pháp ở khu vực phía bắc Kanto gần Tokyo. Hình ảnh một trang trại tại Nhật. Theo đó, khoảng 720 con heo, 140 con gà và 9.000 loại trái cây bao gồm cả lê và nho đã bị trộm ở tỉnh Gunma trong năm 2020. Các tỉnh lân cận ở Saitama và Tochigi cũng bị hàng loạt vụ trộm heo, bê và các loại nông sản khác. Khoảng 30 con gà đông lạnh đã được tìm thấy trong cuộc đột kích vào nhà những người thuộc nhóm trên tại Ota. Trước đó, trong tháng 10 năm 2020, 4 nam thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam ở độ tuổi 20-30 cũng đã bị cảnh sát Nhật bắt với cáo buộc giết mổ heo trái phép trong căn hộ tại Ota, tỉnh Gunma vào khoảng tháng 7 năm 2020. Một thanh niên Việt Nam khác bị bắt vào đầu tháng 11 năm 2020 với cáo buộc giết mổ heo trái phép tại một căn hộ ở Kamisato. Ly kỳ hơn là chuyện trộm cắp ô tô tháng 11 năm 2023, truyền thông nhà nước loan tin. Ba thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật vì trộm cắp 140 chiếc ô tô ở cả 7 tỉnh tại Nhật trong khoảng từ tháng 2 năm 22 đến đầu tháng 11 năm 22. Cả ba người này đều thất nghiệp và ở quá hạn visa. Tổng số vụ trộm là 77 vụ, trong đó 59 vụ trộm ô tô và 17 vụ trộm phụ tùng. Tổng thiệt hại là 368 triệu yên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Người Việt xếp thứ ba trong số người nước ngoài tại Nhật nhưng đứng đầu về phạm tội. Ma Tăng thích Chân Quang là ai? Một trong những lý do khiến cho tăng ni Phật tử ở Việt Nam gần đây quay lưng với nhà chùa đó là việc xuất hiện các thợ tu thay vì các nhà sư ở các chùa lớn. Những cái tên như Thích Hành Quyết, Thích Nhật Từ, Thích Trúc Thái Minh hay Thích Chân Quang là những sư hổ mang của Phật giáo quốc doanh
do công an Việt Nam thao túng và đang làm biến dạng đạo Phật hiện nay. Hình ảnh sư thầy Thích Chân Quang, người đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, mạng xã hội đang tranh cãi về một số video bài giảng của sư thầy Thích Chân Quang về những điều được cho là nhảm nhí sai lệch về Phật giáo. Trong một bài giảng, sư Quang lấy dẫn chứng về một đệ tử khi trẻ hay đi du lịch hưởng thụ về sau nằm liệt giường và gọi đây là luật nhân quả. Vì người này đã đi quá nhiều, đi hết cái phước của mình rồi nên phải nằm một chỗ. Sư thầy Thích Chân Quang còn khuyên mọi người phải kết hợp du lịch với làm từ thiện, cúng dường hay du lịch tâm linh giác ngộ. Chứ đừng đi chơi, đi hưởng thụ, đi du lịch, ăn hải sản, sẽ làm mất hết phước báu và doanh nghiệp lữ hành sẽ phải phá sản. Những điều vừa kể cho thấy sư thầy Thích Chân Quang đã đi ngược lại với giáo lý của Phật giáo, nhằm hướng con người đến việc nhận thức thế giới đúng như là nó, để từ đó sống từ bi. Một câu hỏi đặt ra, đó là Hòa Thượng Thích Chân Quang là ai? Bằng công cụ tìm kiếm Google, dễ dàng tìm thấy thông tin. Theo đó, Thượng tọa Thích Chân Quang, tên thật là Vương Tuấn Việt, là chắc nội của cụ Hồ Sĩ Tạo và là cháu nội của cụ Phó Bản Vương Sinh Huy, con trai của cụ Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của đồng chí Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Chân Quang hiện đang là trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, ông còn là Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Việt Nam Thời báo ngày 5 tháng 3 có bài viết đã ca ngợi Thích Chân Quang rồi, còn sợ gì mà phải gỡ bài, của tác giả Phạm Lê Đoan. Bài báo cho hay, bài đăng của VTV Cap ca ngợi nhân tài đất Việt Thích Chân Quang đã được gỡ xuống sau ít giờ đăng. Theo đó, sau hàng loạt phản ứng trên cộng đồng Facebook về những pháp thoại nhảm nhí, hiện nay, Thiền Tôn Phật Quang đang phải chạy chiến dịch xử lý khủng hoảng truyền thông, ủng hộ sư Thích Chân Quang. Hình ảnh Phật giáo Việt Nam phải nhường chỗ cho các loại đạo biến dạng và các ma tăng. Công luận thấy rằng cùng với Thích Trúc Thái Minh, Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang đang công khai tuyên truyền mê tín dị đoan, làm lầm lạc tín ngưỡng, u mê một bộ phận dân chúng, chứ không phải là hành đạo. Những kẻ này đang phá hoại đạo Phật từ nền tảng tư tưởng cho đến hành động cụ thể, gọi họ là ma tăng là hoàn toàn chính xác. Facebooker Hà Thân, một trong status trách nhiệm của chính quyền, đăng trên Facebook cá nhân cho rằng: nếu tôi không dành thời gian xem hết cái clip của tay sư xưng danh Thích Chân Quang kia, thì tôi nghĩ là những lời trích dẫn là gán chữ vào mồm. Thế nhưng xem xong, tôi choáng nặng bởi cái mức độ nhảm nhí của tay này. Đồng thời, Hà Thân cũng đặt vấn đề tại sao trong xã hội hiện thời có quá nhiều những chùa chiền giả danh, những sư tăng núp bóng kiếm tiền như vậy. Nhà báo Chu Vĩnh Hải trong status Nhận Chân Một Chân Tướng đăng trên trang cá nhân đã nhắc lại một sự kiện diễn ra từ năm 2009 mà tác giả và hai người bạn thân được trực tiếp chứng kiến. Đó là sự kiện phá các công đức ở chùa Phật Quang. Theo nhà báo Chu Vĩnh Hải, năm 2009 khi đó ông còn là nhà báo nhà nước, nhận tin báo là chùa Phật Quang có biến. Sư Thích Chân Quang về quê tổ ở Nghệ An để xây nhà thờ dòng tộc. Thầy đi vắng nên sư tăng đã kêu thợ khóa về phá các công đức của chùa. Khoảng 22 giờ đêm, nhóm nhà báo đến chùa thấy các tăng ni của chùa Phật Quang đang công khai kiểm đếm số tiền và tài sản trong két sắt. Các Phật tử trong chùa cho nhà báo biết các ni tăng tại chùa Phật Quang là những đệ tử thân thiết của thầy Thích Chân Quang. Nhưng thời gian sau này họ không hài lòng về cách tu của thầy Thích Chân Quang. Thầy bỏ bê việc tu tập, chú trọng quá nhiều đến việc họ mạc và nguồn gốc xuất thân, chú trọng quá nhiều đến việc kiếm tiền. Hơn nữa, thầy cũng không minh bạch về số tiền công đức, còn đưa một phụ nữ ở Sài Gòn về chùa để quản lý tiền công đức. Hình ảnh một buổi hành lễ tại chùa Ba Vàng trước đây khi tăng ni Phật tử chưa quay lưng. Chính vì vậy, khi thầy đi vắng, các tăng ni đã kêu thợ về phá két công đức để lấy tiền, tài sản và sổ đỏ trong két. Kết quả kiểm tra két tại thời điểm năm 2009, riêng tiền Việt là 5,7 tỷ đồng và một sổ đỏ 7.000 m² đất ở xã Tóc Tiên. Còn một số ngoại tệ và kim loại quý, thời điểm đó chưa xác định giá trị. Số tiền tài sản này môn đệ của Thích Chân Quang đã bỏ ông và xây một ngôi chùa mới ở xã Tóc Tiên, thị trấn Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, trên diện tích 10.000 m² để tu tập đúng nghĩa tu tập, để tốt đạo đẹp đời. Tác giả Chu Vĩnh Hải kể lại câu chuyện này nhằm mục đích giúp bạn đọc biết được chân tướng của Thích Chân Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin
Ma Tăng Thích Chân Quang là ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời Báo chấm d.